Ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta có hai việc mà nó giữ cái nó mang cho chúng ta được sự hiểu biết và sự sống an lạc với nhau. Đó là chúng ta nói và nghe. Quý vị để ý coi, ngoài cái chuyện ăn uống, ăn mặc, có một cái việc mà để giữ cái tình nghĩa với nhau, đó là chúng ta nghe và nói. Có nhiều khi chúng ta sống với nhau cả ngày mà chúng ta không nói. Và không nói thì nó có hai loại. Một là vì hộ niệm cho nhau, để cho nhau có được sự an lạc. Hai là giận mà không nói. Có nhiều khi mình vào một khóa tu, mình bớt nói là vì mình muốn giữ cái sự yên tĩnh cho nhau. Mình nói nhiều quá thì người kia khó có giữ sự yên lắng để tu tập. Vì vậy mà chúng ta đi vào trong khóa tu, chúng ta không nói. Nhưng mà có khi chúng ta sống chung một nhà, chúng ta rất cần nói chuyện nhưng mà tại giận nhau không thèm nói. Hay là sống chung một nơi chốn với nhau mà chúng ta buồn nhau không nói. Thành ra cái nói đó nó ấm ức lắm ạ. Tại có những cái thói mà không nói mà ta thoải mái lắm, ta nhẹ nhàng. Còn cái kiểu của mình là không nói nhưng mà nó chứa trong lòng, khổ lắm. Rồi có khi thì chúng ta nói nhưng mà chúng ta không thích nghe. Chúng ta thích bắt người khác nghe mình mà mình hình như không mấy gì thích nghe ai. Thành ra cuộc sống nó trở nên có nhiều bế tắc là vì chúng ta không có cái truyền thông. Chữ truyền là chúng ta phải truyền, là đưa tới. Đúng không? Tiếng Anh nó dịch là communication. Mà chúng ta không có, sở dĩ chúng ta không có thông suốt, sở dĩ sự việc nó bế tắc là vì chúng ta không có cái truyền tốt. Thì mà cái truyền nó tốt thì cái thông nó tốt. Mà hễ truyền thì thông, mà truyền không thông là truyền bị bế tắc. Người hát thì muốn hát một cách như thế nào để diễn đạt được gọi là truyền cảm. Người hát phải hát truyền cảm thì chúng ta nghe mới cảm nhận được cái bài hát đó. Vì vậy cho nên trong cuộc sống ngoài cái mặt vật chất, nó có tinh thần. Có nhiều khi mình nhạc, âm nhạc nó làm cho con người thoải mái. Âm nhạc nó đóng góp một phần trong cuộc sống. Tại vì có những lúc con người rất cần âm nhạc để con người khuây khỏa, thả lỏng, nhẹ nhàng. Vì vậy mà bây giờ có những cái loại nhạc chỉ là nhạc thôi mà không có lời. Như vậy chúng ta biết rằng nhiều khi chúng ta nghe nhạc có lời lẫn có nhạc. Nhưng mà có những lúc chúng ta chỉ nghe nhạc bằng cái điệu nhạc mà không cần lời. Nó giúp cho mình dứt đi cái sự gọi là vọng tưởng theo lời nói để trở về sự tĩnh lặng. Vì vậy cho nên có những nơi mà người ta chữa bệnh cho mình đó, người ta chữa bệnh cho mình bằng những âm thanh của tiếng chuông. Ở trong đó người ta có nhiều cái tiếng chuông khác nhau, và người bệnh vào trong đó người ta thỉnh lên những tiếng chuông để làm cho mình, để chữa cái tâm bệnh của mình. Vì vậy mà trong cuộc sống á, chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà đôi khi hàng ngày chúng ta nghe những cái chuyện nó không lợi lạc cho mình, nói những điều không lợi lạc cho mình, nó uổng đi. Vì vậy mà tất cả các chùa viện, thậm chí các nơi mà sinh hoạt tôn giáo đó, tín ngưỡng tâm linh, đều có những buổi thuyết trình. Trong Phật Pháp thì chúng ta gọi là thuyết pháp hoặc là pháp thoại. Chữ thuyết là nói, pháp là giáo pháp, nói giáo pháp gọi là thuyết pháp. Hay là nói những lời Phật dạy thì chúng ta gọi là pháp thoại. Chữ thoại cũng là nói. Vậy thì pháp thoại hay là thuyết pháp là việc mà chúng ta cần có ở trong mỗi chùa. Nói nhiều nói ít gì cũng được, mỗi tuần mình có nói, rồi tất cả ngồi lắng nghe. Có nhiều khi mình tới chùa mà mình không có nghe pháp nó uổng. Vì vậy cho nên ngoài việc tu tập công quả, chúng ta nghe pháp. Thì cái vị mà nói pháp á, cái vị nói pháp chúng ta thường gọi là pháp sư hay gọi là giảng sư.
Giảng sư là người, cái vị sư giảng kinh cho mình nghe thôi, giảng đạo lý cho mình nghe. Thì cái vị giảng sư đó, vị pháp sư đó phải hội đủ 5 yếu tố. Nếu vị đó là một vị giảng sư phải có 5 điều kiện, 5 yếu tố khi nói pháp. Một là vị đó phải nói tuần tự, nói mạch lạc, nói rõ ràng, nói thứ tự, gọi là tuần tự. Ví dụ như hàng tuần đây, quý vị đến đây là cái căn cơ, cái hiểu biết nó khác lắm. Có những người đi chùa mỗi tuần thứ bảy, nghe giáo pháp thường, cho nên một số từ ngữ trong Phật giáo quý vị thông. Có những vị ít đi, tuần đi một lần thôi. Nhưng mà nếu mà đi một lần, thôi, mà nếu mà giảng kinh cao quá quý vị nghe quý vị không hiểu. Cho nên phải nói những cái gì nó thật là căn bản cho quý vị nghe. Thì cái vị pháp sư đó phải nói tuần tự. Điều thứ hai á, là khi mình nói pháp á, mình phải nhắm vào cái thực tế, để cho chúng ta, để cho cái người nghe, người ta cảm nhận được, người ta tu tập. Thí dụ như cuộc sống của chúng ta hàng ngày đây, cần nghe những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống. Và thậm chí mình nói kinh thiệt là cao, nhưng mà mình nói làm sao mà cái bản kinh đó đi vào trong đời sống đó. Chứ không phải là chỉ người ta nghe những câu chuyện bóng bẩy phiêu phiêu ở trên trời rồi xong rồi không có gì cho lợi ích cho sự thực tập hết. Nó uổng. Mà mục đích của Đạo Phật á, là làm sao chúng ta đưa cái lời Phật đi thẳng vào trong cuộc sống, thì nó mới đúng cái tinh thần của Đạo Phật. Tại vì tinh thần của Đạo Phật là Đạo Phật đi vào cuộc đời. Chúng ta nói theo cái từ ngữ là gì? Đạo Phật nhập thế. Còn nói theo tiếng Việt là Đạo Phật đi vào cuộc đời. Nếu mà cuộc đời này con người hết khổ thì không cần tới giáo lý Đạo Phật. Vì mục đích giáo lý là để giúp cho con người giảm khổ. Và con người giảm khổ do đời sống hàng ngày, do tham, do sân, do si, do mạn, do nghi, do những cái nhìn sai lệch, gọi là nói chung là ác kiến, mà mình không có nói được những cái điều đó cho người ta nghe, nhắm vào cái thực tế cuộc đời sống nó uổng. Cho nên điều thứ hai vị gia pháp sư cần nói là, thứ nhất là nói tuần tự, thứ hai là nhắm vào sự thực tập, thứ ba là phải nói với tâm từ. Nói với tâm từ là nói là gì? Vì thương mà nói. Vì thương mà nói. Cho nên nhiều khi, có nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ, trời ơi, mình nói nhiều quá, không biết có đôi khi Phật tử nói mình ham nói không? Mà tại vì Pháp Hòa thì thấy tiếc. Thấy tiếc, thấy uổng á. Nếu mà người ta làm một cái việc gì đó mà người ta không hiểu thì mình thấy uổng quá. Cho nên giờ đi ra đám tang cũng nói nữa. Nói chùa không đủ, ra tới đám tang cũng nói nữa. Tại sao? Tại vì cái lúc mà tang lễ đó cũng có những người, người ta ngồi đó, người ta chưa hiểu được cái đạo lý. Thí dụ như mấy em nhỏ mà sanh nở ở đây, lớn lên ở đây là đa phần không biết cái văn hóa người Việt, cái văn hóa truyền thống đám tang theo người Việt. Thì Pháp Hòa lại thấy rằng nếu mình không nói thì mấy em nó không hiểu, mà nó không hiểu thì nó không có để tâm nó vào trong cái công việc đó. Thì giờ cha mẹ mình có làm đi nữa, thầy mà ra mà làm nữa, mình công xương mình làm mà nó không cảm nhận được cái điều mình muốn truyền đạt thì nó uống đi. Rồi thành phần thứ nhất Pháp Hòa nhắm tới là mấy em nhỏ. Rồi thành phần thứ hai Pháp Hòa nhắm tới là ai? Là người lớn. Là các vị là cái gì biết không? Quý vị làm mà không hiểu. Xưa bày nay làm, nhưng mà không hiểu làm gì hết. Thí dụ như thấy người ta để tang cũng để tang mà không hiểu tang là cái gì. Thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy mà không biết cúng để làm gì. Có nhiều khi mình cũng làm mà mình không hiểu. Đó. Có phải là trong một cái đám tang mấy thành phần cũng cùng một công việc đó mà mỗi người mỗi hướng. Rồi thành phần thứ ba là những người không cùng một cái đức tin. Họ cho cái chuyện cúng bái này là mê tín. Họ cho cái này là ma quỷ. Cho nên mình cần phải nói. Chứ Pháp Hòa có ham nói đâu. Nhưng mà tại vì mình tự thấy, nếu mà mình không nói thì mình ra mình làm một cái lễ thì thấy nó làm sao á, nó không có ý nghĩa. Mà thậm chí khi mình tụng kinh á, mình phải tụng như thế nào để cho cái người nghe người ta cảm nữa.
Cho nên cái buổi ở trong cái buổi đám tang đó, đó cũng có thể là một số thính chúng đang nghe pháp. Nhưng mà họ nghe pháp bằng hai cách. Một cách đầu tiên nghe là gì? Gián tiếp qua một thời kinh. Cho nên trong nghi thức cầu siêu, Pháp Hòa không để kinh A Di Đà, mà Pháp Hòa để kinh Vô Thường. Bài kinh Vô Thường rất ngắn, vừa đủ một cái thời lượng của một khóa lễ. Và cái chính yếu là gì? Chúng người ta hiểu được cái điều mà cuộc sống này cần nhắc. Đức Phật nói: này các vị, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không như lòng, không như ý. Ba việc đó là gì? Đó là già, là bệnh, là chết. Phải không? Con người đâu có thích cái đó. Con người không thích già, thích bệnh, thích chết. Con người không có, con người sợ nó lắm, con người chán nó lắm. Mà thậm chí con người, có những người không dám nhắc tới nó nữa đó. Có những người không dám nhắc tới chữ chết nữa đó. Có những người đi chùa chứ lại Phật thôi, không dám ra phía sau nữa, thấy bằng linh ớn. Rồi có những người á, người ta không sợ thì người ta lo luôn cả hậu sự. Ở Việt Nam hay có cái trường hợp gọi là mua thọ đó. Mua thọ là mua cái gì? Mua cái quan tài để sẵn. Hồi nhỏ sớm Pháp Hòa có một cái gia đình đó, đi lấy cốt giùm cho một cái người hàng xóm. Khi mà lấy cốt xong thì cái quan tài còn tốt quá. Hồi xưa quan tài tốt lắm, gỗ đặc mà nặng lắm. Đem lên quan tài còn nguyên. Thì cái ông mà ông lấy cốt giùm á, ông nói thôi giờ thay vì anh bỏ đó, anh cho tôi quan tài này đi. Đem về ông rửa sạch sẽ, rồi ông sơn phết, là ông để phía sau cái chuồng heo. Mà quý vị biết từ nhỏ tới lớn là qua đã thấy cái quan tài đó mấy chục năm rồi ông mới xài tới. Cho nên người xưa người ta quan niệm là mua thọ để sẵn sống lâu lắm. Cho nên tại sao người ta kêu là không kêu mua quan tài mà kêu mua thọ. Mua cái đó để mình sống thọ. Hôm trước có gia đình này, lúc mà dịch, cái lúc mà tháng 12 sợ Christmas tới nơi rồi, người thân lúc đó đang hấp hối mà, sợ lúc đó là nhà hoàng đóng cửa. Họ đơn cái quan tài gấp đem về, tưởng sao ông già không mất. Già không mất thì để đâu? Đi mướn cái kho, mướn cái kho cất. Rồi cuối cùng cái thời mai có một gia đình khác họ cần, mới sang lại cái quan tài đó. Là mua thọ là vậy đó. Thì trở lại, mình nói với cái tâm từ là gì? Là mình vì thương mà nói, vì sợ người đó không có hiểu. Cho nên mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh á, mình tụng vừa chừng, không quá nhanh. Nhanh quá ta nghe không được, chậm quá ta nghe buồn ngủ. Tụng vừa chừng. Dù là mà tụng những bài chú, những bài thần chú hay là những bài kinh, chúng ta nên tụng vừa chừng. Và nên chọn những bản kinh tiếng Việt tụng. Trừ khi nào mình tụng một mình á, mình thích chữ âm Hán đó, mình cứ tụng. Nhưng khi mình ra đại chúng mình tụng, thì mình tụng cái gì mà cho đại chúng có thể cảm nhận được lời kinh. Và khi chúng ta nói pháp, cũng giống như ở nhà mình đi, mình thương con mình mới nhắc nhở chứ, mình ghét mình đâu có nói tới. Cho một vị thầy cũng vậy, khi nói pháp là phải nói bằng tâm từ. Ba rồi phải không? Ba việc rồi. Thứ nhất là phải nói từng tự. Thứ hai phải nói đúng cái hiện thực, đúng cái thực tại cho thiết yếu cho sự tu tập. Thứ ba là nói với tâm từ. Thứ tư là nói không vì cái tâm ghét. Có nhiều khi ghét cái người đó lên giảng chỉa vô người đó không? Thì cái vị giảng đó chưa phải bằng cái tâm từ. Thường thường và giảng sư là không có lên nhắm ai hết trơn, mà lỡ mình trúng đạn thì mình biết là tự mình bị trúng. Chứ không phải là người ta ghét mình, ta mắc chi, ta nói cho đại chúng mà ta đem mình ra ta xử chi chuyện đó. Thứ năm là gì? Nói không vì tiền của, nói không vì tài vật. Cho nên á, nếu mình nói pháp thì không bao giờ mình đặt cái vấn đề là một bài pháp này nhiêu tiền. Không có. Mình chỉ đem hết tất cả cái tâm tư của mình,
cái nguyện vọng của mình. Và trong khi mình nói đó, mình đem cả cái tấm lòng của mình vào trong cái lời nói, trong cái bài nói đó, làm sao để mình truyền đạt được cho người ta hiểu bằng mọi cách. Có khi các vị pha một câu chuyện vui, một bài hát gì đó nhầm cho mọi người tỉnh, rồi làm gì nữa, cho mọi người có được cái niềm vui. Và sau câu chuyện vui đó, nó là một cái đạo lý để chúng ta nhớ. Cho nên á, cái việc mà nói pháp và nghe pháp rất là cần. Nhưng ở đây, khi chúng ta nói cuộc sống này á, cái người mà nói pháp á, rất là cần, phải không? Nhưng mà cần hơn nữa là gì? Chúng ta là những người thực hành pháp. Mình nói mà mình không có thực hiện thì không được. Cho nên á, ở phương diện học giả cũng cần, nhưng mà chúng ta làm sao trong cái chúng ta, trong khi chúng ta là một học giả, chúng ta phải có là hành giả. Mà có là hành giả thì cái sự học của chúng ta nó mới miên mật, nó mới có chiều sâu, nó mới có cái phần đi xa hơn, và nói là người ta cảm. Ở trong kinh đó, có kể một câu chuyện. Thì có hai anh bạn thân, một người trẻ, một người già, đi tu với nhau, đi xuất gia. Thì cái thầy trẻ đó, thầy còn trẻ cho nên cái sức học còn, cho nên thầy quyết định là thầy đi theo con đường học kinh nói pháp. Rồi cái thầy lớn tuổi á, thì tự cảm thấy mình lớn tuổi rồi, không đủ sức theo con đường này, cho nên xin Phật cho con đi vào trong rừng để con chuyên tu. Thì cái vị mà thầy trẻ đó, vì sức học và vì cái sự ham thích cho nên học rất là mau, nói pháp rất giỏi. Thì cái vị mà già đó, vào trong rừng tu thiền định đó, hạ thủ công phu vì nghĩ mình sắp chết rồi, cho nên cố gắng tu, ông chứng quả. Thì bữa đó ông chứng tới quả, ông chứng quả, ông thành đạo, ông chứng quả rồi, chứng quả là hớn rồi. Thì bữa nọ ông mới quyết định là thôi bây giờ mình trở về, mình tịnh xá, mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, mình cảm ơn Đức Thế Tôn. Thì cái tin này nó lan ra, thì cái người thầy trẻ đó mới biết rằng cái người bạn của mình nó thế nào thăm Phật rồi thăm mình. Cho nên ông chuẩn bị một số câu hỏi để chất vấn cái người thầy bạn mà già của mình, vì nghĩ rằng mình là người tu hiểu biết nhiều, ông kia trong rừng lo tu không chẳng biết gì đâu. Thì khi đó Đức Phật biết được cái chuyện này, cho nên Đức Phật có mặt trước khi mà cái vị A-la-hớn đó tới. Thì khi mà vị A-la-hớn đó tới thăm Phật thì sẵn cái ông bạn trẻ có luôn rồi, thì ông bạn già khỏi đi thăm, có đủ hai người rồi. Thì Phật mới xoay qua Phật hỏi ông thầy trẻ đó một số giáo lý. Ông thầy trẻ nói rầm rập hết, nói thông suốt hết. Nhưng mà khi hỏi qua tới cái nội tâm tu chứng thì cái ông này cũng ú ớ, tại vì ổng lo mặt nổi không, ổng quên sự trở về tu tập đi. Rồi khi mà rồi cái thì Phật cũng khen, nhưng mà khen cái nào có khen thôi chứ, ông không chứng từ sao tôi khen, tôi khen cái mặt tài ba thôi chứ. Thì khi đến khi mà cái thầy già đó, Phật hỏi một số vấn đề về tu tập, thầy này nói hết, nói thông suốt hết. Thì Phật mới nói là cái này là cái quan trọng, Phật khen. Thì các đệ tử mà binh sư phụ mình mà thầy trẻ đó, cho nên hơi phiền. Đức Phật cũng biết là các ông thầy trẻ phiền mình, tại vì sao mình chỉ khen thầy trẻ ít thôi mà khen thầy già nhiều quá. Thì Đức Phật mới nói như thế này: một cái người mà biết rất nhiều nhưng mà không có thực hiện được bao nhiêu việc mình biết đó, thì cũng giống như người đi giữ bò thôi. Giữ cho bò cho ngà cho người ta, mình là người đi chăn bò mướn mà, người ta mướn mình thì mình chăn bò, mình biết cách chăn bò, và thậm chí mình biết bao nhiêu con bò, nhưng mà hoàn toàn mình không có hưởng được cái gì từ con bò đó hết. Nhưng mà cái người mà người ta tu chứng á, thì cũng giống như một ông chủ mà hưởng tất cả những cái lợi của con bò khi nuôi thành công. Ví dụ mình nuôi con bò thành công là mình có gì? Có sữa bò,
rồi từ sữa bò làm ra phô mai, làm ra bơ vân vân. Cho nên nếu mà là ông chủ thì hưởng được rất nhiều những cái lợi từ con bò. Còn mình là cái người làm mướn, làm thuê, coi bò mướn thì giữ bò thôi chứ còn hoàn toàn không hưởng gì của bò hết. Thì qua cái câu chuyện đó, Phật mới nói hai câu kinh Pháp Cú ở trong cái phẩm song yếu mà hôm nay chúng ta học đó. Và đây là hai câu cuối của phẩm này, đó là câu thứ 19, câu 20. Đây là câu thứ 19 đây. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Cái câu đầu dễ hiểu rồi ha. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, nghĩa là người này chẳng những không có hành trì mà còn đời sống buông lung. Phóng dật nghĩa là buông lung á. Buông lung là sao? Nói năng không có chừng mực. Ngay cả giỡn chơi chúng ta cũng giỡn có chừng mực. Nói giỡn cũng nói chừng mực. Mình đi đứng mình làm gì mình không có quên cái phẩm hạnh mình là một vị sa môn, một vị xuất gia. Có những lúc chúng ta thoải mái vui chơi trong huynh đệ nhưng không được phóng dật, nghĩa là không có được sổ sàng, không có được có những cái lời nói thô, hành động thô. Quý vị hiểu ý được chịu không? Còn ví dụ người thế gian đi, mình có gia đình mình cũng phải giữ cái phẩm hạnh của mình. Mình lớn tuổi, mình có gia đình, rồi mình có xuôi gia, vân vân. Thì nói chung là tất cả ai cũng có cái phẩm vị của mình tùy theo cái hoàn cảnh đời sống. Ví dụ như có nhiều người, người ta có địa vị chút, người ta không ra ngoài phố, ngoài đường, ngoài xá, người ta ngồi người ta ăn. Tại vì người ta là người sống có cái vị trí trong xã hội, ví dụ vậy đó. Thì ở trong này Đức Phật dạy là nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, chẳng những không hành trì mà sống dở nữa là sống gì? Sống phóng dật, sống buông lung, thì chẳng khác nào như kẻ chăn bò người, như cái người chỉ chăn bò giùm cho người thôi, không phần sa môn hạnh. Một phần nào của cái hạnh sa môn cũng không có, không có một chút gì, thô thiển vô cùng. Cho nên ví dụ bây giờ mình là Phật tử, nó cũng cần có những cái phẩm hạnh của Phật tử. Nói chung là người nào trong cuộc sống này mình đều có cái phẩm hạnh của mình. Và nếu chúng ta không có hành trì cái đó mà chúng ta buông luôn, thì bây giờ nói nè, mình đi ra đường để lái xe mà lái buông luôn, nghĩa là lái bất cần, lái nghĩa là không còn biết sợ ai hết, thì thế nào trước sau thì mình không hung người ta, người ta cũng hung mình. Mình không đụng người ta, người ta cũng đụng mình. Tại vì mình buông lung quá. Hay là mình nói giỡn đi, nói chơi đi, mà nói một cách buông lung, thì có ngày người ta, có những người người ta nhịn mình, nhưng mà có những người người ta thẳng thắn, mình đụng chạm tới người ta, người ta sẽ quật lại mình. Đó là cái cuộc sống, đó là vậy. Huống chi mình là một người, một người xuất gia, không cần phải là một pháp sư nữa, không cần phải là một pháp sư nữa, chỉ bất cứ một vị xuất gia nào cũng phải có cái phẩm chất của người tu. Tại vì sao? Vì tổ đã xác định, Phật đã khẳng định. Người xuất gia là người gì? Là người phải tâm hình dị tục, là cái người đang là tâm hình dị tục. Cái tâm là cái lòng mình, hình là cái hình tướng của mình, dị là khác, tục là thế gian. Quý vị có thấy rằng cái tướng người tu nó khác với người thế gian không? Đừng khoan nói cái tâm, nói cái tướng trước đi. Đầu người ta có tóc, đầu mình không tóc. Người ta ăn mặc áo vest, áo quần jean, người ta áo thun, người ta đủ các kiểu áo. Mình là pháp phục của người tu. Nói cái tướng, cái hình thể thôi là mình đã khác rồi. Vậy thì cái tâm là sao? Vậy thì cái tướng nó vậy rồi thì cái tâm nó cũng phải khác luôn. Người ta ăn thua đủ, mình có ăn thì ăn thiếu thôi, đừng đủ. Người ta sống ta ăn thua đủ, mình có thiếu cũng không sao, vì đó thiếu cái đó tốt.
thiếu cái sự hơn thua với nhau, mà đừng có cái đó cũng tốt. Người ta là không có chịu đựng được, mình là người xuất gia là phải chịu đựng. Tại sao? Vì cái khổ nhỏ này mình không xong thì sao mình làm việc lớn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một Phật tử gửi cho Hòa một cái thư. Thì cái thư chia sẻ là cái vị này đi thi trong một cái công việc á, thì bị rớt đi. Giờ chán nản quá, muốn đi tu. Rồi hỏi là thầy ơi, giờ con đi tu con có cần xin phép cha mẹ, con có cần trải qua một cái quá trình gì không? Thì Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Trong cuộc sống này á, tất cả đều là sự cố gắng. Không có ai mà làm một cái việc gì mà, thí dụ thôi, cuộc đời này mà ai đi thi gì cũng một lần rớt tự giận đi tu hết thì chùa chỗ đâu chứ. Hỏi rốt cuộc gom lại trong chùa toàn là dân tu rớt. Tu rớt thi điện ảnh, rớt đi thi làm bác sĩ, đi thi học gì đó, gom lại toàn dân tu rớt không. Mà ở ngoài đời mà rớt một cái rồi á, mà chạy vô đây rồi vô đây mà rớt nữa chạy đi đâu? Quý vị hiểu rồi đó, đâu phải mình rớt cái mình chạy vô chùa. Mà thưa đại chúng, cái chùa nó tu còn khó hơn nữa. Mình ở ngoài mình làm gì đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình đi thi đại học, mình rớt đại học đi. Nhưng mà mình vẫn còn ở ngoài đời nè, mình muốn ăn lúc nào mình ăn, mình ngủ lúc nào mình ngủ, mà vô chùa đâu phải chuyện đó. Vô chùa không có cái chuyện muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ. Người ta ăn mình phải đi ăn chung, người ta ngủ mình ngủ, mình tới giờ ngủ là tất cả cùng đi ngủ, mà làm là phải làm. Chứ đâu phải là có cái chuyện mà là người ta làm mà mình ngủ được. Hay là thậm chí á, ở ngoài tiệm á, người ta có cái business hour, mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ, mà thầy chùa là không có business hour nha. 3 giờ người ta gọi vô, người ta nói thầy ơi má con mất ở bệnh viện rồi. Cái câu thứ hai hỏi dạ bệnh viện nào? Chứ ông nói dạ sorry thầy đang ngủ. Ông thầy chùa là ông on call đó. Thì quý vị mới thấy rằng á, thì bây giờ cuộc sống này Pháp Hòa mới nói, cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải phấn đấu, phải kiên trì. Không phải cái gì rớt, mình rớt một lần này thì sao? Mình ráng lần hai. Có thi lái xe nè, không lẽ rớt một lần rồi bỏ thi, không thèm thi nữa rồi cả đời khỏi lái xe luôn. Hồi đó mà đi thi lái xe mà thi 3 lần mới đậu đó. Tại vì sao biết không? Con mắc cận mà không biết. Thành nữ ra đi học á, đi vô lớp á, làm bài trật hoài à. Bà giáo bà kêu lên, bà nói du đi check mắt của du đi. Cái gì mà viết số gì trật hết trơn. Rồi đi thi, đi học lái xe, kêu sang đèn đỏ mình đâu có thấy đâu. Tới hồi mà gần tới nơi rồi mình mới ấy, ổng đánh rớt. Phải bà nhớ cái chú mà dạy phải bà lái xe mà ổng vui lắm. Ổng chửi từ lúc mình vô xe là ổng chửi tới mình đi về thôi đó. Mà ổng mình lại thích ổng chửi, chứ tại ổng chửi tiếng Bắc. Nghe vui lắm. Phải nhớ con lần nói ôi giời ơi, ôi giời ơi, chú tên Hòa mà mắt chú chả Hòa chút nào. Chú tên Hòa mà nhìn mắt chú chả Hòa, ôi giời ơi giời, con mắt chú nó trần trần ra. Rất là vui. Mà Pháp Hòa cùng một thời điểm đi học với Pháp Hòa, bây giờ mấy em nó còn đây, cùng một cái nhóm Việt Nam rủ nhau đi học. Tại vì lúc đó là đi học high school, rồi chia rồi đi tan after school là tan trường rồi đi học. Có những đứa nó tấp vô nửa chừng đóng cửa nó đi về nó chịu không nổi. Nghĩa là ông cứ tụng nó miết trên xe thôi. Rồi ông biết mình tu phải không? Ông nói theo Phật. Mỗi lần mà ông kêu mình làm gì? Tụng kinh lên cho tôi, tụng kinh lên cho tôi, ba kinh đâu, kiếm phai đèn đâu. Mà ông cứ nói suốt cả trên cái xe vậy. Có một lần đi thi á, lên thi ông đi cho một cái cô người Việt thi, Pháp Hòa ngồi sau á, mà ông mắng cái cô đó đến mức Pháp Hòa tức cười mà phải lấy cuốn kinh ra che mặt mà cười đó. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói á, cái vấn đề chúng ta đậu với rớt đó,
Thì quý vị nghĩ có bao giờ mà mình làm cái gì mà một ít có khi nào mình làm cái gì mà một lần thành công lắm, mà cứ không lẽ mỗi một lần thất bại là chúng ta đi kiếm chỗ chúng ta chúng ta trốn sao? Chờ Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Không phải cái chuyện mình rớt ra là, nếu mình thật tâm mình thích đeo đuổi cái nghề đó, mình phải đeo đuổi. Đeo đuổi mà khi nó thành công rồi đó, mình mới thấy được cái giá trị của cái công việc này. Và chúng ta phải thật hết lòng với công việc là gì? Đây là cái điều chúng ta cần. Có những người ta thích đi thi điện ảnh đó. Ví dụ như rớt rồi thì ta thi lại, thi đến khi nào được thôi. Ở đây học high school cũng vậy, 3 năm là hết high school. Nhưng mình không đủ điểm, nó cho mình học tiếp thêm năm nữa, lấy cho đủ điểm để mình đi qua những cái trường khác. Chứ đâu có ai mà hết 3 năm rồi đuổi mình đâu. Mình học không đủ điểm, không đủ credits thì người ta vẫn cho mình học tiếp. Thì cái cuộc sống cũng vậy. Cho nên thưa đại chúng là mỗi một người của chúng ta ai cũng có cái phần phấn đấu của mình. Chứ mà thường thường cứ mấy người mà người ta thất tình cái thất là mất á. Thất tình cái ta chạy vô chùa người ta tu, thất tình cái chạy chùa tu cái ta hồi gom lại chùa toàn dân thất tình. Rốt cuộc cái gì bị mang tiếng không? Hồi nhỏ qua đi tu cũng vậy. Trời vô trường mấy đứa Việt Nam mình nó cứ bu là nó hỏi à. Mà lúc đó mình 15 tuổi mà tình gì đâu thất. Mà nó cứ hỏi chú tiểu làm sao chú đi tu vậy? Rồi mình biết gì đâu nói, nó thất tình. Đó là câu thứ 19. Nếu người nhiều nói nhiều kinh không hành trì phóng dật. Phóng dật là buông lung, sống cuộc sống mà không có cái sự ngăn, không có cái sự ngằn mé, không có cái biên giới, không có cái sự chừng mực. Sống mà không có chừng mực gọi là buông lung, gọi là phóng dật. Như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Không có cái dự phần vào cái hạnh của sa môn. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Tứ quả sa môn. Ố đạo sa môn, kiến đạo sa môn. Có những vị sa môn. Sa môn là gì? Cái chữ sa môn là tiếng Phạn á. Nó chỉ có nghĩa là những người tu, những người tu hạnh thanh tịnh thế thôi. Bây giờ câu thứ 20. Ngược lại, câu thứ 20 này nó ngược lại câu trước. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Quý vị nhớ phẩm song yếu, cái phẩm sự song là một lượt với nhau đó. Yếu là những cái tinh yếu của, cho nên cái phẩm này mình học á, hai câu nó cứ đi đôi với nhau. Ví dụ như nói là nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Rồi ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cái đó gọi là song yếu đó. Tức là một câu thì tiêu cực, một câu tích cực. Thì cái câu thứ hai nè, dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Cho đây là hai cái pháp thực tập nha. Khi chúng ta thực hiện pháp thì chúng ta gọi là hành pháp. Nhưng trong khi hành pháp, chúng ta phải có được cái tâm tùy pháp. Tùy pháp là sao? Tùy hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ, chúng ta từ hôm tháng 3 là mình không có tập hợp. Đến khoảng thời gian sau, hình như tháng 5 phải không, bắt đầu chính phủ cho chúng ta tập hợp. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách, phải rửa tay, thí dụ vậy. Vậy thì chúng ta hành cái pháp là tổ chức mỗi cái chủ nhật làm lễ. Nhưng chúng ta tùy pháp là gì? Vì hoàn cảnh chúng ta phải tùy thuận theo cái việc này, đeo khẩu trang. Rồi mỗi tuần chúng ta tập hợp ăn uống, từ hôm tháng 3 tới giờ không ăn uống gì hết. Các vị đi lễ rồi thì các vị ra về. Tùy pháp đó.
Chúng ta vẫn hành pháp, nghĩa là chúng ta vẫn đi chùa, tụng kinh, nghe pháp. Nhưng chúng ta tùy cái pháp là vì hoàn cảnh bệnh dịch, cho nên chúng ta tùy cái hoàn cảnh đó chúng ta ra về. Về mà không buồn gì hết, không bực bội gì hết. Tại sao mỗi lần cho ăn bữa nay không ăn? Tại sao mỗi lần không đeo khẩu trang mà bữa nay phải đeo? Vân vân. Thì cuộc sống này á, nếu mà chúng ta có được một cái tâm tùy pháp đó, chúng ta thoải mái lắm. Pháp Hòa hay ví dụ á, chúng ta không làm cho thời tiết thay đổi được, nhưng chúng ta có thể ăn mặc để nó thích hợp với thời tiết. Làm được. Ví dụ như bữa nay tự nhiên vậy nè, mà trời lại quá lạnh, mình đâu có làm gì được. Mình cũng không thể đem cái lò sưởi ra ngoài sân mình để được. Thôi thì bây giờ trong nhà mình mở sưởi lên, mình mặc áo lạnh, vui chừng tự nhiên người mình ấm trở lại bình thường. Thế cái đó gọi là tùy đó. Chúng ta gọi là hành pháp là trong cuộc sống này, chúng ta một quá trình sống, nếu mà chúng ta không có được cái tâm tùy pháp đó, thì cuộc sống này chúng ta khó mà chơi với ai, khó mà hòa thuận với ai, khó mà sống an lạc được. Tại vì chúng ta cứ khư khư một cái kiểu của mình. Cho nên cái học Phật á, quý vị đừng có nghĩ là mình học Phật rồi mai mốt mình thành tiên thành Phật gì. Cứ nghĩ đơn giản đi. Mình học Phật làm sao mà ngay trong cuộc sống này chúng ta có bình an, có an lạc. Mỗi cái ngày chúng ta có và bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta đều có Phật Pháp có mặt để giúp chúng ta trải qua được những cái khó đó, là mình thành tựu học Pháp rồi đó. Học Phật tu mà đợi tới ngày chết mới lên trển ở, rồi mấy chục năm ở dưới này làm sao? Cực quá. Vậy không đúng, không đúng tinh thần của đạo Phật. Còn cái chuyện mà mình lên trển mình ở mà mình hưởng phước đó sẽ có, nhưng với điều kiện ở dưới này có không? Nếu ở dưới này mà có an lạc thì trển mới có an lạc. Ở dưới này mà chưa có lạc thì ở trển nhất định mình cũng sẽ không an lạc. Ở dưới này nè, gặp nhau mà còn nói tới tới lui lui vậy là mà không vui với nhau, lên trển ở im ru bà ru á, khổ lắm. Cho nên á, hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, cái này gọi là tam độc, nhà Phật gọi là tam độc. Tam độc là tham, là sân, là si. Cũng giống như thắp nhang thắp ba cây đó. Thắp ba cây là Phật Pháp Tăng, giới định tuệ, để mà trừ đi tham sân si. Nhưng mà chỉ cần một cũng được, tại vì một mà bỏ thì tất cả nó bỏ theo, một mà thành thì tất cả các thành theo. Cho nên một cây hương không cần phải ba, nhưng mà thật ba cây là để biểu tượng cho Phật tham sân si chuyển từ tam độc. Cho nên á, tham á là bát giới, sân á là ngộ không, mà si là sa tăng. Thì ba con người này là tượng trưng cho tham sân si, và chính ba con người này cũng phải tu để chuyển. Cho nên á, ông ngộ không là tuệ, sa tăng là định, bát giới là giới. Thật ra ổng không phải, ổng có cái biệt hiệu là bát giới, vì muốn chuyển cái tham từ con người, ổng phải thọ giới. Ổng thọ tám giới cho nên gọi là bát giới. Ổng thọ tám cái giới để chuyển cái tâm tham của ổng, cho nên ổng có cái biệt hiệu là bát giới. Chữ trư là heo, đúng không? Họ trư. Thì vì ổng tu tám giới để ổng chuyển cái tâm tham, cho nên gọi ổng là trư bát giới. Vậy thì tham sân si là ba nhân vật đó, mà giới định tuệ cũng là ba người đó. Tại vì chỉ cần chúng ta chuyển lấy giới, lấy định, lấy tuệ thì chuyển được ba độc tham sân si. Cho nên từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát. Người nào có tỉnh giác là tâm liền giải thoát. Sống mà tỉnh giác là ngược lại với mê lầm. Chúng ta sống mà chúng ta không có ý thức được hoàn cảnh khó khăn, mình sống với ai á, mình đi tới đâu mình phải có
ý thức. Mà người có tỉnh giác vậy đó, không bao giờ bị ràng buộc, thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm đó. Gọi là giải thoát. Tâm tỉnh thức là tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời. Chữ chấp là dính vào đó, chữ thủ là nắm chặt. Chấp thủ là một hình thức tượng trưng cho nắm chặt. Mà người nào nắm chặt á, cả thân, cả tâm, cả đời này, đời sau, cả chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện đời, chuyện đạo, cái gì đi tới đâu chấp tới đó, sống đi tới đâu chấp tới đó, khổ lắm. Cho nên á, một trong những cái khổ của con người là do chấp thủ. Vì chúng ta chấp thủ cho nên chúng ta khó có được sự bình an. Thì đọc lại câu thứ 20 ha. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp. Biết sống hành pháp, biết tùy pháp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời. Người này sẽ được cái gì? Dự phần sa môn hạnh. Trong cái hạnh sa môn mình có phần. Thì cái câu này nói tóm lại, nhà Phật của mình á, có hai cái từ. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp hành á, nghĩa là chúng ta hành, thực hành những cái pháp. Còn pháp học á, là chúng ta chỉ chuyên bề học. Nhưng mà không thể tu mà thiếu học. Tu mà không học là tu mù. Còn nếu học mà không tu thì mình chỉ là cái túi đựng sách thôi. Cái giỏ đựng bao nhiêu cuốn sách mà hoàn toàn không có biết gì hết. Có nhiều người ta nói ví dụ á, nếu như mình mà mình học mà không tu á, cũng giống như mình đếm tiền trong nhà băng vậy đó, đếm một ngày cả bạc triệu nhưng mà không có một sen bỏ túi nữa, đâu phải của mình. Ngày xưa không có nhà băng cho nên ngày xưa lấy trâu lấy bò ví dụ. Mình mà học không mà không tu giống như giữ trâu cho người vậy, không hưởng được gì hết. Còn giờ đơn giản đó, học mà không tu giống như vô nhà băng đếm tiền vậy. Làm ở trong nhà băng một ngày đếm cả triệu bạc vậy mà không có đồng nào dính túi hết. À, là một chuyện. Chuyện thứ hai mình có thể ví dụ là người mà học mà không tu cũng giống như cái băng cassette vậy đó. Cứ mở nó phát cả ngày vậy đó mà cái băng nó không có gì hết trơn. Nó chỉ là cái tiếng phát ra thôi. Thì mình không khéo mình cũng giống cái người đó. Bấm tới đầu phóng ra nói tới đó. Nhưng mà thiệt sự rớ tới mình là không có gì mình tu hết. Không có bác quan trai nào thiếu nha. Giới gì cũng thọ nha. Kinh gì cũng tụng nha. Pháp nào cũng nghe nha. Khóa tu nào cũng tham dự nha. Mà bấm mình từ mắt, tai, mũi, miệng. Bấm chỗ nào nổi sân chỗ đó. Bấm chỗ nào nó nổi phiền não chỗ đó. Nó uống đi. Thật ra rốt cuộc mình chỉ là cái máy thôi. Phát ra. Hỏi cái gì cũng nói được. Hỏi cái gì cũng thông hết. Mà nó không có cái gì nó đi vào. Nó uổng. Vì vậy cho nên á, quý vị cứ nhớ, cũng giống như mình, Pháp Hòa hay đưa cái hình ảnh thực tế, là vì cuộc sống mà, là chúng ta hay làm thức ăn, mà Pháp Hòa hay lấy những cái hình ảnh đó để Pháp Hòa ví dụ. Khi mà chúng ta làm dưa món á, mình phải phơi cho nó héo héo. Rồi thậm chí có người là muốn để dành là phơi cho thiệt là khô. Nhưng mà tới lúc mà làm dưa món thì làm cái gì? Ngâm cho nó làm sao? Nó thiệt nở. Ngâm nó nở nó mới thấm, nó mới ngon. Nó làm cái gì? Làm thức ăn mà thức ăn nó không thấm không được. Cho nên người ta làm cái gì người ta cũng muốn gia vị nó thấm. Thì người tu mình cũng vậy. Người tu mình đến chùa bao nhiêu cái hương vị của tu hành, của giải thoát chúng ta phải thấm. Mà chúng ta có thấm rồi á, cái lời nói, cái hành xử với nhau nó có khác lắm. Cho nên cái người ta cảm nhận được, à cái người có tu cái tâm tư, cái hành xử nó khác. Còn người không tu, tâm tư, hành xử nó khác. Có nhiều người ta không có quan trọng tiền. Thì nói gì ra cái chuyện tiền nó không quan trọng. Nhưng có người ta quan trọng đó quá. Nói gì nói phải tiền trước rồi ta. Cái ta biết ý rồi. Ta nói gặp tới mình cái ta thấy tiền. Tự nhiên mà mở mắt mình vui khỏe lên. Cho nên á, người ta riết người ta cũng biết kiểu của mình. À, thì thôi thì hôm nay chúng ta học hai câu cuối của phẩm song yếu của trong Kinh Pháp Cú.
Đó là nói về cái sự tu và sự học. Người ta thường nói tu học. Cái tu là cái chính, cho nên chuyện đầu tiên là phải tu. Nhưng anh muốn tu, anh phải học. Anh học nó mới giúp đỡ được cho cái tu mình nó rõ ràng. Mà cuối cùng á, học bao nhiêu học cũng phải trở về cái chính là tu. Vì học mà không tu thì coi như là mình uổng. Mà tu không học thì biết đường nào đi. Bước ra xe, có nhiều người, thí dụ mua chiếc xe thiệt đẹp mà không biết cách lái, hoặc là lái mà không biết luật. Trời ơi, lái xe mà không biết luật là nguy hiểm lắm á, phải không? Thành thử ra ta nhìn mình, ta thoáng qua cái trời ơi xịn quá ha. Nhưng mà thiệt sự ta thấy mình lái xe rồi, thôi tôi né trước đi cho nó an toàn. Tại mình tu sao mà giống như người lái xe mà không biết luật vậy đó. Ta gặp mình đâu ta né đi, né chi phải không? Để khỏi lãnh đạn. Thì đó là tùy theo cái sự nhận cái pháp tu của mình. Thôi Pháp Hòa có mấy lời chia sẻ với đại chúng cuối tuần này. Chúc đại chúng vui vẻ.